Có cả một con rơi anh em này. Ui dồi ôi, chết luôn trong này. Không biết từ bao giờ mà. Xin chào anh em, chúc anh em ngày mới tốt lành. Anh em ơi, hôm qua khi mà mình sang nhà bạn mình dọn nhà hộ ấy, thì mình nhìn thấy một cái loại bẫy rán cực kỳ lạ anh em nhé. Và khi mà mình mở cái bẫy rán đấy ra anh em ạ, thì mình đã nhìn thấy một hiện tượng kinh hoàng anh em ạ. Đây cho anh em xem. Ê, anh em nhìn này. Đấy, sau khi nhấc cái hòm ra anh em thì nó để lộ ra cái bẫy rán này anh em ạ. Mới đầu tôi chưa biết cái này là cái gì luôn anh em. Nhưng mà ông bạn bảo đây là cái bẫy rán này là tôi mới biết là bẫy rán này anh em ạ. Thì đây tôi sẽ đặt lên đây và tôi mở ra cho anh em xem là ở bên trong có cái gì anh em nhá. Xem là có bắt được con rán nào không. Nhìn khá cũ kỹ rồi anh em ạ. Chắc là để rất lâu rồi. Oh my god. Ủa anh em này. Có gì đây? Có 2 4 6 khoảng 6 con rán anh em ạ. Cả to lẫn bé. Có cả một con rơi anh em này. Ui dồi ôi, chết luôn trong này. Không biết từ bao giờ mà có cả con thầy sùng còn chết. Hai con thầy sùng chết rồi còn mỗi xương không này, xương khô này anh em này. Mù ruồi muỗi các kiểu này. Ui dồi. Có cả nhện chết trong này. Cả bướm nữa này. Ui dồi. Không biết từ bao giờ. Như vậy là cái giấy bẫy rán này cũng khá hiệu quả đấy chứ anh em này. Mà nó bắt được cả con rơi rơi này, chắc là con rơi rơi này vào đây để ăn mấy cái con rán này thì vô tình là dẫm vào cái keo này là toang luôn anh em ạ. Thì để lâu chắc là không có ai biết đến, thế là chết luôn đây anh em ạ. Ui dồi ôi. Hai con thầy sùng chết đã gọi là để mỗi xương rồi anh em ạ. Kéo theo một đàn muỗi cộng theo 2 4 6 7 7 con rán này anh em ạ. Tổng 7 con rán. Không biết cái bẫy rán này mua ở đâu anh nhỉ? Tôi chưa biết tên tuổi nó như thế nào. Vừa rồi xong tôi hỏi ông anh thì ông anh bảo cũng quên mất tên của nó rồi. Lát tôi phải tra Google xem đây đây là con loại bẫy rán nào để buổi sau tôi sẽ review cho anh em xem nhé. Đấy, anh em thấy không? Quá dã man, quá khủng khiếp. Anh em nào mà biết cái bẫy rán này tên là gì và mua ở đâu thì anh em hãy comment xuống bên dưới để tôi sẽ mua về và tôi sẽ review cho anh em nhé. Video này tôi sẽ kết thúc ở đây thôi anh em. Để tôi còn tra Google xem là cái loại bẫy rán này là loại bẫy rán nào của nước nào anh sản xuất anh em nhé. Đấy, nếu anh em thấy thích cái video này thì anh em hãy like share nhé. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất của mình nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video của mình nhé. See you again.